Văn Thanh lần đầu lên tiếng về cách dùng người của huấn luyện viên Tusi, tiết lộ mối lo lớn ở Philippines. Hậu vệ Vũ Văn Thanh mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi được huấn luyện viên Tusi gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Góp công không nhỏ giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V-League 2023, tuy nhiên Văn Thanh lại vắng mặt trong cả hai đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 9 và tháng 10. Tưởng như cầu thủ này đã nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Tusi, nhưng đến đợt hội quân để đấu Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026, Văn Thanh đã được gọi lại. Chia sẻ về sự trở lại của mình, Văn Thanh bày tỏ, trong 5 đợt tập trung, tôi có 3 lần được triệu tập. Cá nhân tôi thấy mỗi cầu thủ lên tuyển đều có khát khao rất lớn. Đó cũng là điểm sáng trong những năm gần đây của đội tuyển. Tôi tin với sự khát khao như vậy, đội tuyển Việt Nam có thể tiến xa hơn trong chặng đường sắp tới. Thực sự mọi thứ lúc đầu khá khó khăn cho toàn đội, bởi mọi người chưa hiểu triết lý của thầy Tusi. Tuy nhiên sau 8 tháng, giờ đây mọi thứ đã nhuần nhuyễn hơn rất nhiều, Văn Thanh nói vào sáng ngày 14 tháng 11. Đặc biệt, hậu vệ 27 tuổi cũng thẳng thắn bật mí chi tiết về cách dụng binh mà huấn luyện viên Tusi hướng tới trong các buổi tập. Một tuần vừa qua, ban huấn luyện đã chuẩn bị nhiều phương án từ tấn công đến phòng ngự cho toàn đội. Với huấn luyện viên Tusi, triết lý lúc tấn công hay phòng ngự cũng đều phải kiểm soát trái bóng, không được mất bóng. Thầy bảo lúc nào cũng phải kiểm soát được bóng. Với chúng tôi, việc có nhịp thi đấu sẵn từ 3 trận của V-League cũng giúp mọi người phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Văn Thanh nói tiếp, tôi đánh giá việc phải áp đặt lối chơi khi gặp những đội co cụm phòng ngự là điều khó khăn. Trước đây, đội khó triển khai tấn công khi gặp tình thế như vậy. Còn bây giờ, với lối chơi kiểm soát bóng, toàn đội phải di chuyển nhiều hơn. Phải gắn kết với nhau, làm sao để mọi vị trí đều di chuyển thật tốt để nhận bóng. Cá nhân tôi bây giờ vẫn được xếp đá hậu vệ phải, mọi thứ cũng không khác nhiều so với trước đây. Quan trọng là khi ở trong sân, mình phải làm sao để hiểu và thực hiện được tốt ý đồ của huấn luyện viên. Đáng chú ý, khi được đề nghị đánh giá chất lượng mặt sân Rio Memorial, Văn Thanh thẳng thắn chỉ ra vấn đề. Mặt sân thi đấu không được tốt cho lắm. Việc chuyền bóng trên sân rất lập bập, khó để đội triển khai lối chơi. Tuy nhiên tôi nghĩ sân xấu thì cả hai đội đều sẽ khó. Quan trọng là đội mình tập trung và cố gắng phối hợp cho tốt thì chiến thắng sẽ đến. Đội tuyển Việt Nam cũng có một chút tâm lý bởi đây là một trận đấu lớn ở một giải đấu lớn. Tuy nhiên toàn đội quyết tâm đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi tin với ý chí của người Việt Nam, chúng tôi sẽ vượt qua được. Một chiến thắng sẽ giúp toàn đội cởi bỏ được áp lực. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ còn 2 buổi tập trên sân Rio Memorial trước khi bước vào trận gặp chủ nhà Philippines vào lúc 18:00 ngày 16 tháng 11. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.